Xin chúc mừng cho anh em, đặc biệt là chỗ Nghĩa đã có một cái tầm nhìn từ rất là xa. Và có lẽ là những cái bí mật của Phú Yên chắc là nhiều người ít tìm hiểu. Như hôm nay anh nói qua một chút về cái Phú Yên. Địa hình Phú Yên như một chiếc váy đẹp của một cô gái, trời ban cho rất là đẹp về mặt phong thủy. Bây giờ thì mình hiểu hơn tại sao khu vực này sẽ là một cái nơi mà đọng lại những cái tinh túy nhất của cái chất liệu sầu riêng, mà cái vựa lớn nhất của Việt Nam đấy là Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long sẽ không có được nhiều những cái lợi thế về cái chất, nó gọi là cái độ ngọt là mịn màng và cái chất dai ấy, đủ để cho những cái khách sang trọng giàu có người ta bị mê hoặc. Nông nghiệp xanh là tối đa hóa, ít sử dụng đến đất, đến nước và phân bón, đặc biệt là phân hóa học. 1 hecta lúa thu hoạch được khoảng độ tầm 60 tạ, rơi vào cỡ khoảng độ 6-70 triệu. Và chúng ta so sánh với cả maca, 1 hecta maca thu hoạch được khoảng độ 150 triệu, 7-8 cân. Thế còn lại nếu mà 1 hecta của sầu riêng, như là chỗ của đồng chí Việt phụ trách về nông nghiệp, đã có nhiều cái thu hoạch thực tế rồi, nó dao động từ trên 1 tỷ trở lên. Hiện nay cả nước của mình có 90.000 hecta để trồng sầu riêng, nhưng trong đấy chỉ mới có 3.000 hecta được Trung Quốc là cấp cái mã số, tức là đủ điều kiện để xuất khẩu, tức là còn thiếu vô vàn cái nhu cầu mà nước ngoài cần. Các em mở mạng cho đọc ra cho anh, kiosk chợ Linh Hiệp, vào đi xong đọc cho anh. Một chỗ khoảng 20m2 nằm ở vị trí đẹp của chợ Linh Hiệp sẽ có giá gần 70 tỷ đồng. Giá cho thuê xấp xỉ khoảng 50-60 triệu đồng. Rồi, ok. Bây giờ tớ chỉ không cần 70 tỷ 20m2, tớ chỉ cần là 50 tỷ 20m2 thôi. Và giá cho thuê là chỉ 50 triệu, đúng không? Bỏ ra 50 tỷ cho thuê một tháng là 50 triệu. Thế thì bây giờ là 5 tỷ là tháng là bao nhiêu? Tháng có 5 triệu đúng không? Thú vị chưa? Thế nên nếu như mà 5 tỷ mà tháng chỉ có cho thuê được 5 triệu thôi, thì 5 tỷ đấy mình đầu tư nó như là với cả cái sầu riêng ở trong này, thì mình mất từ 3 đến 5 năm là cây có thể ra trái. Và đặc biệt là sầu riêng càng về lâu năm thì là trái càng sai, càng thu hoạch được nhiều. Cây càng lớn bao nhiêu thì tiền đổ đến càng lớn bấy nhiêu. Ngày hôm nay chủ nhật là ngoài kia đến 3 cái sự kiện, nhưng mà quyết định đi vào đây, thứ nhất là mình muốn kiểm chứng là gì, bất động sản xanh là như thế nào. Cái thứ hai nữa là cái hiệu quả của cái sầu riêng Musangking mình nghe nó từ lâu rồi, bởi vì cách đây nó khoảng độ tầm 2-3 năm mình được biếng một trái, mà vì sao các bạn mới tiết lộ khoảng độ gần 3 triệu một cái trái đấy. Đúng rồi. Và mình không bao giờ mình quên được cái chất sầu riêng à. Nó khẳng định cái đẳng cấp. Bởi vì phải như thế nào mới được bước vào khách sạn 5-6 sao? Nếu em có nhiều tiền để ý là em sẽ làm gì? Là gì? Dù em rất thành công. Và cái mơ ước của em mang lại cái sứ mệnh của em là làm cho nhiều người khác trồng về sầu riêng, nhiều người khác kiếm tiền ở sầu riêng, nhưng nó có những điều kiện không thể làm được dù em có muốn. Đó là gì? Địa chất, thổ nhưỡng, chất đất. Và cái độ pH nó chỉ từ 5,5 cho đến 6,5 thôi. Không ở vùng nào có như đây. Không có vùng nào có cái lượng nước ngầm ở dưới 1 mét mà lại được lọc sạch suốt từ ở giáp với cả Lào biên giới, Campuchia để dồn về đây, để dành cho các cái cây trái ở đây. Và đặc biệt là cái giống của sầu riêng rất cần gió, ánh sáng, và đặc biệt là cái gió mà từ biển nó thổi vào nó mang cái hơi mặn. Cho anh chắc chắn là gì, những cái tinh túy của đất trời đọng nó vào cái chất sầu riêng ở đây sẽ không có cái vùng nào cả.